Hello, em xin chào tất cả các anh em đam mê trên toàn quốc và đặc biệt là những anh em trai xinh gái đẹp đang có mặt trên kênh của em. Thì như thường lệ, vào kênh của em Lê Gia Học ở thôn An Bình Dương sáng sớm ngày hôm nay thì em bán về hàng là nội địa, âm thanh nội địa, nói chung là các cái dòng của hàng Nhật trên video trên YouTuber. Lên kênh video bán hàng dao động, lên live bán hàng dao động từ 8:30 cho đến 10:30 hàng sáng. Những anh em đam mê và luôn đồng hành ủng hộ với em thì cũng không xa lạ gì đối với cái giờ của em lên nữa rồi. Và trước mặt điện thoại của em đây là cái bảng phát tài phát lộc, bao gồm số điện thoại quen thuộc mua hàng nhanh nhất 0345 848 234 và tất cả thông tin cơ bản của em ở đây, duy nhất mang tên em là Lê Gia Học ở chủ kênh các bác nhé. Để cho anh em vào bình luận cũng giống như nhận món quà không đồng, để mang cái niềm vui cũng giống như cái niềm đam mê và gửi gắm đến cái tình cảm sâu sắc ở em đối với anh em trên mọi miền Tổ quốc. Thì em lên một đôi loa là để làm quà. Đôi loa này là đôi loa Victor, ngoại hình cũng khá đẹp và đồng thời nữa là rất chi là trắng sáng. Trước màn hình điện thoại của em đây, nghe hay bài đẹp, chất âm của Victor nhẹ nhàng, tình cảm và ấm. Và một tờ vé số em ghim ngày mùng 2 tháng 7 năm 2024. Hôm nay đang bước qua 4 ngày các bác nha. Thì em vừa chốt xong rồi, em vừa chốt xong thì ghi nhận rất nhiều bình luận của anh em ngày hôm qua nhưng mà vẫn chưa trúng trúng số để em khui, cũng giống như là trao quà. Thì để hợp lệ với món quà cũng giống như là ông may mà trúng số tầm nhiều tiền, ví dụ như là 1 tỷ, 2 tỷ hay là số lượng 100 triệu hay 10 triệu, thì anh em đi ngang qua kênh của em ở trên YouTuber rồi trên Google rồi trên các trang mạng khác có thấy của em, YouTube của em, thì vào đăng ký để hợp lệ với món quà. Cho em xin một nút đăng ký cũng giống như là ấn chuông bên màn hình, màn ảnh TV, điện thoại, máy tính, laptop của các bác là xem như là hợp lệ các bác nha. Và YouTube sẽ ghi nhận hết, mỗi khi em sẽ đăng tải lên và YouTube sẽ đăng tải lên vào thông báo về chuông của các bác. Chỗ nào rảnh thì các bác vào xem, thấy mã nào mà ok thì các bác ủng hộ em về nghe hay bài đẹp cũng giống như là vọc vạch, đa dạng mặt hàng. Còn những mã nào mà các bác không thấy ok thì cứ vào xem tương tác vui cùng với anh em mà đoán số, lỡ hôm nay trúng quà trúng số càng nhiều càng tốt các bác nha. Thì cái chuyện nó xảy ra may mắn thì nó sẽ không không trừ bất cứ một người nào đâu, và cứ đi nhiều cũng giống như cứ bình luận nhiều rồi sẽ trúng thôi. Đấy, thì sáng sớm ngày hôm nay phần quà đang còn đây, đang bước qua ngày thứ tư đấy, không có gì thay đổi thì ngày mai là em sẽ gợi ý có nha. Đấy, thì để anh em vào tương tác cho nó vui cũng giống như là gửi gắm những cái tình cảm như vậy đến không đồng đấy anh em. Và đây là đôi căng. Về phần ngoại hình thì em đã xoay cho các bác rồi, thôi bây giờ em quà thì cũng chỉ thế thôi, mang tính chất là vui vẻ thôi chứ cũng không có to tát và đồng thời nữa là nó là hầm hố gì cả. Đấy, anh em vào tương tác ủng hộ kênh cho em, cho em xin nút đăng ký và vào xem mã nào ok thì các bác mua về để sử dụng cho riêng mình và cái hàng Nhật các bác nhé. Em đi vào video các bác này, thì ngày hôm qua em lên video hơi trễ và đồng thời nữa là em đi lên em cho hàng nó về cũng hơi bận một chút xíu vào đầu buổi sáng. Do đó cho nên là em lên hơi trễ và đồng thời nữa là cũng được 2 đơn nhưng mà em chưa gửi được. Một đơn thì thay viền và một đơn thì cái đầu mini thì em chưa gửi được. Hôm nay em sẽ gửi đi cho anh em mọi miền Tổ quốc, trả hàng cho anh em cho nó xong và đi thay viền cho anh em cái đôi Sony 707 thì cũng được 2 đơn. Thì cảm ơn anh em là luôn đồng hành ủng hộ trên kênh của em và cũng hết hàng mini rồi. Và đồng thời hôm nay thì ngày hôm qua về được một số Onkyo thì em sẽ cày. Trong giai đoạn này em sẽ cày Onkyo và ngày hôm nay hàng lại đang báo về tiếp với các bác. Đấy, thì để em tập kết về xem nó về được những cái gì. Thì đồng thời nữa là em sẽ đăng lên tải lên hàng ngày, hàng giờ, anh em nào vào xem thì giờ nào cũng có. Video cũ, video mới, like cũ, like mới đều ok các bác nha. Em lên mã số 1 các bác này. Em lên một con đầu Onkyo ngày hôm nay là Onkyo hết số các bác này, 905 các bác nha. Trước màn hình điện thoại của em đây. 909 là hết các bạn, là hết đầu 9. Con này 905. 905 này chạm loa là bằng jack bắp chuối các bạn này. Đấy, điện AC là điện 100, là điện Nhật. 45W này, có hình chữ U, có cổng súp này. Chìa khóa là 4 đến 16 ôm và các line nghe nhạc rất là nhiều. Ví dụ như line 1, line 2, CD rồi tab, cổng nào cũng có thể nghe được. Đấy, dòng 905 này thì cũng không xa lạ gì đối với anh em chúng ta trên mọi miền Tổ quốc nữa rồi. Nếu anh em chơi về dòng Onkyo cũng giống như chơi về hàng bãi nhiều. Đấy, thì trước mặt ở đây á, thì size của em này là size khoảng 20 các bác nha. Nguyên zin và nguyên bụi, chưa tân trang, chưa sửa chữa gì hết trơn đấy.
Đấy, em vừa test tối hôm qua một số sản phẩm là bát này, chỉnh bát check các bác này, bát này, check này, ba lăng này, nghe loa bên trái, nghe loa bên phải. Nói tóm lại là nghe đa thể loại dòng nhạc. Và ngoài ra đây còn chế độ nghe nhạc này. Đây còn các bác nữa này, input này, volume này, đấy, nút nguồn này và nút bô ven này. Đấy, bật nút này thì mới lên nguồn. À, có luôn hệ số bảo mật nguồn các bác nha, rất chi là an toàn. Mã số 1 các bác này, những con này thì dao động này em hay bán dao động là tầm 1,4 triệu đến 1,5 triệu. Đấy, thì hết gần hết số của của đầu chín. Cho chất âm khá hay, cũng giống như là khá chi tiết, nghe đa thể loại dòng nhạc. 1,5 triệu em bao ship các bác này. Những dòng này thì anh em lên kênh của em thì thường thường là mua rất chi là nhanh, bởi vì anh em hay thạo về dòng này. Em lên mã số 2. Mã số 2 thì em lên một con CD các bác này. CD này là của 705 các bác nhá. Đấy. CD của đầu 7 này. Size này size 20 luôn. Optical là hai cổng các bác này. Đấy. Control lệnh này. Sử dụng điện 100V các bác nhá, 8W. Đấy, đây là L để lấy tín hiệu ra các thiết bị khác để nghe CD. Đấy, trước màn hình điện thoại của em đây, hàng rất chi là trắng trẻo, cũng giống như là nguyên zin nguyên bụi thì đã đẹp rồi. Tình trạng là em đã test các bác này, CD thì cửa ra vào là bình thường, nhưng mà mắt không biết là có bị đang bị phủ lại cái bụi hay không. Nhưng mà em test á, thì đĩa CD là không quay các bác nhá. Do đó cho nên là em thanh lý này, size 20 rất phù hợp để anh em bỏ vào bộ dàn của mình, và đồng thời nữa là trưng bày và nghe nhạc. Về mở cái nắp này ra rất rẻ tân trang, lau chùi lại dùm em xem nếu mà chạy là ok. Đấy, em thanh lý này. Optical làm giải mã này, 350k em bao ship các bác này. Đấy, anh em về lấy cái cọng bông giống cái còn lau dùm em cái là ok. Rồi em lên mã số 3. Mã số 3 thì em lên một con tuner các bác nha. Tuner này của Onkyo full tần số 108, có một model là 405. 108 tức là full đài Việt Nam đấy bác. Đấy. Sử dụng điện 100V các bác nha. Đây là anten của hai cổng, phải gắn anten vào với nghe được của AM và FM. Thì ở trong đó thì em vẫn còn anten, thì anh em nay được còn được một cái hai cái anten hôm qua nó mới về. Thì các bác nào có nhu cầu tuner anten thì liên hệ luôn với em luôn. Đây là cổng out để lấy tín hiệu qua amply các bác này. Đấy, còn size con này size 20 các bác nhá. Size 20, FM 108 full tần số, em đã gắn vào âm ly nghe thử rồi này. Để tránh cái tình trạng là báo cho nó đúng. Chứ không có rồi qua vận chuyển nội kia nhiều khi nó rắc rối rồi cũng là dính vào thì lại tội anh em, cũng giống như em thì lại là cũng hơi gọi là có lỗi một chút xíu, về cũng không yên tâm. Em đã test con FM này full tần số chạy 108, nghe đài rất chi là trong, rất chi là nhiều đài các bác nha. 450k em bao ship này. Size 20, nghe qua tuner rất chi là xinh. Em qua mã số 4 này. Mã số 4 thì hôm qua đây. Đây thì về này. Cái gì em cũng phải mua cả các bác ạ. Một con khiển của Onkyo này, khiển zin này. Đấy. Rồi con của Sony này. Con của NEC này. Rồi con này là con gì, mùn mát gì đây các bác này. Đấy. Con này là Sony này. Con này là Zincom này. Không biết là khiển của cái nào các bác nhá. Đấy, cái này là không biết là khiển của dàn hay là khiển của tivi hay là khiển của gì cả. Đấy, em chưa test nguyên zin nguyên bụi. Đấy, tổng thể là 7 cái các bác này. 7 cái của mã số 4. Bác nào lấy hết lô này này là em không bao ship cái dòng này nhá. 20.000 tiền phí ship nó rất là nhẹ nhàng rồi. Các bác chịu ship giùm em. 7 cái 80k một cái các bác. Đấy. 78 506, 80k một cái, 2467. 20.000 tiền phí ship nữa 508. Cho 7 cái khiển. Đấy, các bác nào ok thì hú em hàng nguyên zin nguyên bụi. Chưa test chưa gì hết, chưa kiểm tra pin ở trong đấy luôn. Đấy, các bác về lau chùi lại vọc vạch cũng giống như là cái nào thì bán lẻ lại ngâm cứu. Rau dưa qua ngày được thì các bác, tùy các bác nha. Nếu như mà anh em về chỉ cần một con này thôi
Đấy, test vào điện thoại nó chạy nháy, bỏ pin vào đây, chỉ một con này thôi thì 560k thì cũng gần đủ gốc các bác này. Đấy thì anh tùy anh em tính toán nha. Mã số 4 em lên mã số 5 các bác này. Đây mã số 5 này, em thiếu cái thùng xốp cũng giống như thiếu cái hộp, em lên một con máy tính này. Máy tính này là máy tính của Sharp các bác nha, thuộc vào dòng mini đây này. Size con này nó rất nhỏ thôi, khoảng hơn 10 này. Đấy, sau khi mà đầy đủ các công loa là một này, đầy đủ những nút ăn chơi như một cái máy tính tốt. Gấp lại này. Bên này là cổng, này là cổng phone hay cổng aux, lấy tín hiệu ra thì toàn tiếng Nhật không, nên em cũng không biết nha. Bên này là có ghi là một cổng, này là cổng AC là đúng rồi này. AC này. Đây là pin này, đầy đủ này. Đây là con máy tính này BYAC900. À, nguồn dây là 3,7 các bác nha, đến 3,9. À, em tìm cộng nguồn của em không có. Và đây là thẻ nhớ này, tay em đây là thẻ nhớ này. Đấy. Đây là cổng phone hay cổng nghe aux này, lấy tín hiệu ra này. Đây là cổng USB các bác này. Đây nha. USB cũ đó. Đây là nguồn này. Nguồn điện 4V, 3V9. Đấy, nó như vậy thôi, nó nhỏ thôi, là một cái máy tính mini. Thì các bác về các bác xài được thì các bác cắm mua cái dây nguồn ở trên Lazada về. Xong rồi nếu mà nó xài được giống như một cái máy tính bình thường mà một cái máy tính thu nhỏ này bỏ túi thì rất chi là tốt các bác nha. À, dạy học đi làm bất kỳ rất chi là tiện lợi. Nhưng mà em chưa có nguồn, em chưa test được. Và đồng thời cũng không có thể nhớ để gắn vào được. À, USB. Đấy thì anh em linh kiện để ghép vào thì em bán mù, cũng giống như là để anh em về ngâm cứu một vọc vạch một cái máy tính của Sharp các bác nha. Màn hình có này, nút núm là đầy đủ. Đây như điện thoại em đây. Đấy. Đấy nha. Linh kiện đầy đủ nhưng mà thiếu cái dây nguồn. Đấy. Không có thiếu gì cả, pin đủ này. Tất tần tật. Đấy. 500k em bao ship các bác này. Máy tính nhỏ mini xách tay. Em sang bên mã số 6. Mã số 6 của ngày hôm nay thì em lên một đôi loa của SX7 các bác này. Trước màn hình điện thoại của em đây. Onkyo. Loa thì lần này vừa về Onkyo về tương đối đẹp các bạn, vung thành sắc cảnh. SX7 dòng 70W, chở khoáng là 6 ohm, rẻ ghép em ly của Malaysia sản xuất các bạn này. Loa vung thành sắc cảnh lần này về loa Onkyo tương đối đẹp các bạn. Giá thành thì hơi cao một chút. Nhưng mà cao thì giá nó đẹp, thì ngoại hình nó đẹp hơn. Đây các bạn, em căng đây. Đôi này thì chiều cao là rẻ ghép âm ly rồi. Chiều cao thì là 26-27 các bác nha. Ê căng đầy đủ, trước màn hình điện thoại của em đây đã test ok. Mã số 6 các bác này, 800k em bao ship luôn. Những dòng Onkyo này thì dao động có nặng từ 7 đến 8kg các bác. Mã số 7 em lên tiếp tục một đôi Onkyo. Cũng là vung thành sát cạnh, hàng nguyên zin và nguyên bụi. Nhưng mà qua vận chuyển thì cái núm này này nó tụt vào. Hai cái này cũng vậy, các bác về chịu khó lấy cái băng keo xong rồi lôi ra dùm em. Thì anh em thợ cũng toàn lôi như vậy thôi. Em lôi cũng được các bác. Nhưng mà test xong rồi để là nguyên zin nguyên bụi vậy để bán luôn cho anh em về vọc vạch. Phù hợp với những căn nhà nhà mình đẹp đẽ nhà mình để trưng. Còn em thì trong cái chỗ bán hàng này, cái phòng quay này nó nhỏ cho nên là cũng bề bộn lắm. Đấy. Loa này các bác này, cực kỳ đẹp luôn, thùng vách này. SX7 luôn các bác nha. 70W, 140W một cặp, chở khoáng là 6 ohm của Malaysia sản xuất. Này lô Onkyo này khá đẹp các bạn, tương đối đẹp nhưng không giống như lô trước. Lô trước thì rẻ hơn nhưng mà xấu, lô này cao hơn. Nhưng mà tương đối ổn các bạn. Mã số 7. Này, bị như vậy cho em bớt đi các bác nha. 800 thì em bán 750 em bao ship các bác này. Nặng 7kg, cao khoảng 26-27, chiều ngang hơn 10 và hầu sâu hơn 20. Em lên mã số 8 các bác. Mã số 8 thì trước mặt điện thoại của em đây thì em lên một đôi Onkyo D062 các bác này. Đấy, đôi loa ê căng đầy đủ. Sử dụng đôi bát 14 các bác. Chiều cao khoảng 29-30. Loa rất chi là đẹp. Lần này về loa rất chi là đẹp các bạn.
Đây, đẹp này thì bán nó cũng thích các bác, cũng yên tâm. D062 70W, chìa khóa là 4 ôm của Malaysia sản xuất. Chạm loa là bằng bắp chuối các bác. Thùng sơn zin nguyên bản. Nguyên bụi đã đẹp. Rồi em quay về màn hình chính, đây là đôi dây căng các bác. Con Onkyo này D062 em đã test ok. Cao gần 30, khoảng 29 hay 30 các bác nha, dao động khoảng đó, ngang khoảng 18 và hầu sâu tính cả hai căng khoảng 22 23. 1,2 triệu em bao ship các bác này. Tín loa đẹp. Em sang mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay thì em lên một đôi Onkyo. Onkyo này là S7GX màng trắng sợi carbon. Chất rôm các bác. Chất rôm. Đọc cho nó đúng các bác, bảo là đọc cho nó đúng chất rôm. Đây các bác. Chất rôm. Vuông thành mà sắc cạnh các bác này, S7GX DVD. 70W, chở khoáng là 4 ôm của China sản xuất. Hàng lần này về cũng tương đối đẹp các bác, cho nên là cũng hơi cao, nhưng mà thôi, không gói nổi kia. Cao thì đẹp thì mình bán giá nó tốt hơn tí. Rồi ok các bác này, đôi này căng đầy đủ này, núm nhọn này, màng carbon này, viền cao su này, bền này. Màng này thì cực kỳ bền này các bác, cứ yên tâm, bền hơn mấy cái màn kia nhiều. Mã số 9. Chiều cao khoảng 27, chiều ngang là khoảng 17 và hầu sâu là khoảng 22. Ê căng đầy đủ, tín loa đẹp, em đã test ok. 850k em bao ship con này. Em lên mã số 10. Mã số 10 thì em lên một con âm ly dòng này thì nói chung là nó quá khủng rồi. Của Onkyo, model là 8R810M. Đây các bác nha. Ở Japan sản xuất này, điện sử dụng 100V, con này là 80W. Đây là các line ăn chơi và nghe nhạc. Đấy các bác. Chìa khóa là 4 đến 16 ohm. Hàng nguyên zin và nguyên bụi các bác này. Đấy, đây là bát check này. Vô lăng volume này và các nút A-boost này. Rồi volume này, các nút ăn chơi là ở đây. Đấy, nghe đa thể loại dòng nhạc. Dòng này anh em đang dao động bán lẻ từ khoảng 2,7 triệu, 2,6 triệu tùy. Còn như em ấy thì hôm nay là em test là bị hát rất là nhỏ các bác nhá. Hát nhỏ lắm. Do đó cho nên là mã số 10 này, em bán nửa tiền. Tùy anh em về nhà gần thợ có người sửa thì sửa. Anh em thờ thuyền thì kiểm tra lại giùm em xem là cái đầu vào của, bởi vì cái đầu vào của cái rắc kia nó đang hơi bị long long không ạ. Đầu vào của loa có vấn đề gì không? Nếu đầu vào của loa có vấn đề thì anh em lời, còn nó bị hư cái gì thì không, em cũng không biết luôn. Đấy thì anh em này em bán nửa tiền, em bao ship nha. 1,3 triệu em bao ship này. Hành lý mã số 10. Bác nào cảm thấy lấy được thì lấy. Anh em thờ mà cảm thấy là ok, nhắm được ok, dễ thay, dễ linh kiện thì anh em lấy nha, về rau dưa qua ngày. Em lên mã số 11. Mã số 11 em lên một cái đầu Onkyo B7 các bác này. Trước màn hình điện thoại của em đây. Onkyo B7 này sử dụng điện 100V, 56W của Japan sản xuất, các line nghe nhạc và chìa khóa là 4 đến 16 ohm các bác. Ở trước màn hình điện thoại của em đây, đầu này thuộc dạng đầu đứng các bác nhá. Đấy, màn hình LED xanh. Tình trạng là CD không chạy, AUX không chạy. Em giao 690k em bao ship toàn quốc các bác này. Zin nguyên bụi đã đẹp. Em lên mã số 12. Mã số 12 thì lên một cái đầu test này các bác này. Đầu DVD, CD, DVD cũng giống như âm ly.
CRL600 của hãng Test, chất âm khá chi tiết. Đầu này khá ngon các bác, điện 100V, vàng chanh, chạm loa, bắp chuối, optical, 50W các bác nha. Đấy, dây điện rất là lớn, chất âm khá là chi tiết, hàng rất là xịn, nguyên zin và nguyên bản. Mã số 12 em đã test AUX OK này, bát check âm 10+10 chính trực tiếp ở trên máy, nghe đa thể loại dòng nhạc. Ngoài hình nguyên zin nguyên bụi, là nói chung là khá đẹp. Chất âm của test rất là hay. 1.3 triệu em bao chiếc con này. Em lên mã số 13, em lên một con đầu của Onkyo V77 trước màn hình điện thoại của em đây. Đây là bụi hết các bác nha, bụi lau cái là sạch. Trên này cũng vậy, đấy. Onkyo V77 của Japan sản xuất, điện 100V, 55W, 4-16 ohm là chữa khoáng để ghép loa. Optical để làm giải mã cổng số các bác này, các line nghe nhạc. Mã số 13, trước màn hình điện thoại của em đây, CD MD không chạy. Và một nút này bỏ quên, nút chỉnh nhạc này, là bỏ quên ở bên Cam hoặc bên Nhật rồi, hoặc là rớt đi đâu rồi. Em bán như hình, chạy AUX, bao chạy AUX, 750 em bao ship luôn các bác. Các bác không phải mất thêm một cái khoản gì được cả, chỉ 750 là em lo hết. Mã số 14, em lên cái đầu của DVD HDMI VCCHD. Đấy, trước màn hình điện thoại của em đây, size 27 các bác nha. Đây các bác, các cổng ăn chơi len lan HDMI này, đầy đủ này. Điện sử dụng 100V, 200 đến 240V, hàng của xuất châu Âu. Mã số 14 các bác, 400k em bao ship các bác. CD không chạy các bác nha. Các cái cổng HDMI rồi các cổng kia thì các bác về kiểm tra. Còn con này thì đứt dây của loa rồi, im ria các bác về thay lại cái dây của loa cho em để cái khay đĩa nó ra là ok. 400k em bao ship các bác, size 27. Em lên mã số 15, em lên một cái đầu Onkyo của CR185. Đấy, em đi hơi nhanh do đó các bác là những các bác nào mã nào cần thì thường thường mua là sẽ gửi Zalo để tham khảo hình, cũng giống như là thậm chí là những anh em chưa mua quen và đồng thời nữa là kỹ thì phải chụp, phải test video, cũng giống như là hỏi những cái cơ bản thì anh em cứ liên hệ với em. Đấy, những cái gì em biết thì anh em sẽ chia sẻ và đồng thời được thì anh em ủng hộ em nhá. Còn cái này thì em đi qua thời gian cho nên là nó cũng hơi nhanh và được, đồng thời là xem ở trên TV và điện thoại thì nó sẽ không cụ thể đâu. Còn những nào bác dành rồi thì bác nào dành thì em không nói nhá. Đầu này sử dụng điện 100V, 40W các bác này, các line nghe nhạc này. Đấy. Chữa khoáng 4-16 ohm, trước màn hình điện thoại của em đây, Japan sản xuất. Con này được mệnh danh là nghe nhạc rất là hay đây. CD đứt dây của loa không chạy, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop, điện thoại. Ok các bác này, có thể gắn thêm Bluetooth. Mã số 15, 480k em bao ship. Có rất nhiều anh em thích zin với cái dòng này. Em lên mã số 16. Mã số 16 em lên một đôi loa các bác này. Đôi loa này là đôi loa đề nông các bác nha. Đôi loa đề nông tuyệt vời. Đây các bạn, đôi loa đề nông này là của SCE202, chữa khoáng là 6 ohm, công suất là 200W là mát, min là 100W, 400W một cặp loa các bác nha. Đây, của Taiwan sản xuất, rắc bắp chuối này các bạn này, rắc này quá ok rồi, quá đỉnh. Đây, đôi loa này.
một sản phẩm rất được ưa chuộng và đồng thời là rất ít gặp ở trên thị trường. Con này dao động cao là khoảng 33 các bác nha. Em chưa đo cụ thể nhưng em chỉ đo tay em thôi. Bát sử dụng bát 14-15, chất rôm, chiều ngang khoảng gần 20, size G19 các bác. Chiều sâu hơn 20, ê căng đầy đủ đó các bác. Em cũng lâu lâu em cũng gặp cái dòng này nhưng mà ít lắm các bác. Mấy năm gặp một lần. Thị trường anh em đang bán dao động 3 triệu, 2 triệu 7, 2 triệu 8, tùy 2 triệu 3, 2 triệu 2, 2 triệu gì, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà em thì 2 triệu 1 em bao ship con này. Hàng của em là hàng nguyên zin và nguyên bụi Nhật nhá, đã test ok. Em lên mã số 17. Mã số 17 của ngày hôm nay em lên một đôi loa của test các bác này. Đôi loa này hệ như Ongio. Màn hình thì đẹp hơn, cho chất âm khá ok. Góc này nó hơi tối, anh em Zalo giùm em nhé. Đôi loa test rất là chất lượng, hàng zin nguyên bụi, chữa khoáng 6 ohm, hai quay không để công suất các bác nha. Mấy cái này là bụi các bác này, lau được hết. Mặt mũi rất là đẹp. Đây các bác, e căng đây. Con này chiều cao khoảng 27, 26, 25, 25, 26 các bác nha. Đấy, em test ok, chất âm khá hay và dòng test này. 1 triệu em bao ship các bác, mặt mũi đẹp. Em lên mã số 18. Mã số 18 của ngày hôm nay thì em lên một đôi loa của Victor. Hệ của U1 các bác, đấy. UX1. Sử dụng màng carbon, màng giấy, viền vải tẩm dầu, chét bằng giấy và đồng thời nữa là xếp các bác nha. Gần xếp. Bốn ôm 21W. Mã số 18 các bác này, 700k em bao ship, e căng đầy đủ. Tín loa đẹp. Cũng khá độc đáo. Em lên mã số 19. Mã số 19 ngày hôm nay em lên một cái đầu của Onkyo. Trước màn hình điện thoại của em đây. Đầu này là của A70E2 các bác nha. A70E2 này thì là đầu đứng, có đầy đủ các công năng mà thích hợp ở đây. Đấy các bạn, đây là bụi hết các bạn. Bụi về có thể mà một tí cà na là lau là sạch bóng luôn. Hoặc là lấy theo ốc ra lấy bột giặt, giặt cũng được luôn. FRA70E2 này. Dòng này sử dụng điện 100V, 48W của Japan sản xuất. Optical là hai cổng để làm giải mã. 4 đến 16 ohm là chữa khoáng. Cổng súp là các bác, anten của AM và FM. Ngoại hình đẹp. Chỉ có bụi thôi. Bụi keo thôi các bác. Đấy. Không chảy xước. Em tình trạng em đã test MD chạy ok. AUX nghe nhạc qua máy tính, laptop và điện thoại. FM full tần số 108, nghe và rò trên máy. Bắt chắc chỉnh âm 10 và cộng 10. Nói chung là rất là ok. Màn hình xanh. 750k em bao ship các bác này. Quá êm luôn. Em lên mã số 20. Một bộ đôi của MD310. Đèn nông các bác. Các bác hệ 5.1. Các bác lấy đầu thì lấy, mà lấy CD, DVD thì lấy nha. Hoặc là lấy cả bộ cũng được. Rồi, đây là phần ngoại hình các bác. Đấy, đây là cổng jack loa các bác này. Đấy. Đây là nghe AUX này, nghe optical này. Optical lấy xuống âm ly này, AV này, video này. Đấy. Sử dụng điện 100V các bác nhá. Con này như dòng âm ly này thì rất là khỏe. Có thể nghe nhạc, dùng để xem phim. Đấy. 70W các bác, công suất rất là cao. Hàng đẹp.
nguyên bụi đã đẹp. Dòng âm ly này thì có hệ số chỉnh này, âm nhạc ví dụ như là center này, sub out này, sub rao này, đấy đầy đủ các công năng để các bác nghe thích nghe về cái giọng nhạc nào. Mã số 20, 1,5 triệu một cặp em bao ship này. Em về mã số 21 kết thúc video ngày hôm nay. Em lên một cái đầu của DVD HVD này. Đây các bạn. HDMI này. Thanh lý các bác nha. Đầu này size 26. Sử dụng điện 100V. HDMI này, các cổng loa này, optical này. Anh em về nghe nhạc, xem TV, xem tân trang đầu đĩa cho nó chạy, xong rồi xem DVD. 300k em bao ship các bác này, size 26. Và số 21. Kết thúc video ngày hôm nay thì một lần nữa em gửi lời chào cũng giống như là lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh em trên mọi miền. Chúc anh em luôn thành công để thỏa sức đam mê, nhưng kiếm thật nhiều tiền để thỏa thức đam mê trong mọi lĩnh vực các bác nha. Về ngành đam mê của mình, em xin kết thúc video đây.